Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt GS 1040. Đây là chương trình cà phê buổi sáng của chúng tôi được thực hiện buổi sáng ngày 28 tháng 8 năm 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu chuyện với tiêu đề Vì sao nhiều bang của Mỹ không tuân theo hướng dẫn xét nghiệm mới của CDC. Kính thưa quý vị, hiện nay có nhiều tin tức tại Mỹ nói rằng một số bang lớn của Mỹ từ chối nghe theo hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật của Mỹ, gọi tắt là CDC, liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19 với một số người bị phơi nhiễm với virus corona. Thực hư của vấn đề này ra sao? Một việc có lẽ xuất phát từ những thay đổi từ CDC, khi họ nói rằng những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 nhưng không có triệu chứng, không nhất thiết phải xét nghiệm, trừ khi họ là người dễ bị tổn thương. Cụ thể hơn là đầu tuần này CDC cho biết những người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 nhưng không có triệu chứng có thể không cần xét nghiệm. Hướng dẫn của CDC đã gây sốc cho các bác sĩ, chính trị gia, và xuất hiện nhiều cáo buộc cho rằng hướng dẫn này có động cơ chính trị ở phía sau. Các bang như Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Texas, New Jersey, New York đều có kế hoạch tiếp tục xét nghiệm những người phơi nhiễm virus nhưng không có triệu chứng, trái ngược với quy định của CDC, theo hãng tin Reuters ngày 28 tháng 8 đưa tin. Như vậy đã có rất nhiều ý kiến phản hồi từ thông báo này của CDC. Ông Andrew Cuomo, thống đốc của tiểu bang New York, cho biết bang này sẽ không tuân theo hướng dẫn mới và nói rằng không tin rằng chính trị không đóng vai trò gì trong sự thay đổi hướng dẫn của CDC. Trong khi đó, CDC đã khuyến nghị, bởi vì trước đó CDC đã khuyến nghị nên xét nghiệm cho tất cả những người tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19. Một chuyên gia y tế khác đó là tiến sĩ Sarah Cody, giám đốc y tế công cộng của quận Santa Clara tại tiểu bang Cali đã nói, sự thật là nếu bạn đã tiếp xúc với người bị nhiễm COVID, bạn nhất thiết phải đi xét nghiệm. Trang xét nghiệm của Sở Y tế Công cộng quận Santa Clara nói rằng, bất cứ ai tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, bất kể họ có các triệu chứng hay không, đều nên đi xét nghiệm ngay lập tức. Thống đốc California là Newsom cho biết, tiểu bang Cali sẽ không tuân theo các hướng dẫn của liên bang vừa mới được cập nhật. Hướng dẫn hiện tại của một tiểu bang khác đó là Texas, khuyến cáo xét nghiệm tất cả những ca tiếp xúc gần với một ca đã xác nhận mắc bệnh, bởi vì điều này cho phép xác định sớm ca bệnh trong số những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Không có kế hoạch thay đổi hướng dẫn tại thời điểm này, Sở Y tế Texas thông tin như vậy. Như vậy thì cả California và New York cũng cùng thông báo tương tự như Texas. Ngành y tế Florida nói vẫn tiếp tục xét nghiệm các ca không triệu chứng, trong khi tiến hành đánh giá hướng dẫn mới của CDC. Giới chuyên môn, chính trị gia, nhiều người thậm chí còn cho rằng việc đảo ngược 180 độ hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 là liều lĩnh và không dựa vào khoa học, có khả năng ảnh hưởng lâu dài đến danh tiếng của CDC. Có viên chức còn cho biết các hướng dẫn sẽ trực tiếp dẫn đến các trường hợp nghiêm trọng hơn và nhiều ca tử vong hơn nếu tuân theo. Đồng thời lưu ý rằng CDC đã không đưa ra lời giải thích cho những thay đổi này. Về phía ông trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, thì ông này khẳng định không có chuyện chính phủ gây áp lực đối với CDC phải thay đổi quan điểm về xét nghiệm COVID-19. Ông này cho rằng xét nghiệm quá sớm những người không có triệu chứng có thể dẫn đến cảm giác an toàn sai lầm, vô tình tiếp tục làm lây lan dịch bệnh và tất cả đều dựa trên khoa học và ý kiến của các chuyên gia. Nhưng xem ra các bang lớn của Mỹ và nhiều người đều phản đối với hướng dẫn mới này, kể cả lời giải thích của ông trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Theo hãng tin Reuters cho biết,
thậm chí trước khi có hướng dẫn trên của CDC, xét nghiệm COVID-19 tại Mỹ cũng đã giảm đi. Mỹ xét nghiệm trung bình khoảng 675.000 người một ngày trong tuần trước, giảm so với đỉnh hồi tháng 7 là trên 800.000 người một ngày. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết trên phạm vi toàn cầu, nhiều nước ủng hộ việc xét nghiệm sớm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 27 tháng 8 nói rằng những người tiếp xúc với virus corona trên được xét nghiệm ngay cả khi họ không xuất hiện các triệu chứng ngay lập tức. Như vậy, chúng ta thấy xét nghiệm là một việc quan trọng trong vấn đề đối phó lâu dài với bệnh coronavirus mới, hay còn gọi là COVID-19. Vì thế, không thể xem nhẹ tùy tiện thay đổi quyết định, nhất là khi điều đó đi ngược lại với nhận định chung của giới y khoa thế giới. Kính thưa quý vị, hướng dẫn mới của CDC rõ ràng đã gây nhiều phản ứng khác nhau từ trong giới y khoa cho đến các chính trị gia. Cái vấn đề khẳng định không nhất thiết phải xét nghiệm nếu như những người đó không phải là người dễ bị tổn thương và không có triệu chứng. Có lẽ CDC đã đánh giá không đúng về tình trạng lây nhiễm COVID-19 ngày càng lan rộng ở Mỹ. Nhiều người cho rằng xét nghiệm luôn luôn được đánh giá là một công việc rất quan trọng trong cái sứ mệnh đối phó với bệnh COVID-19. Khi mà ngày nay người ta đã xác định rằng con người sẽ còn phải sống chung với COVID-19 trong một khoảng thời gian khá dài trước khi con người có thể tiêu diệt hoàn toàn loại virus gây bệnh này. Giới chuyên gia và chính trị lên tiếng về việc đảo ngược ý kiến 180 độ đối với vấn đề xét nghiệm của CDC là dựa trên những cái nhận định trực tiếp từ các cái địa phương khi mà dịch bệnh tại Mỹ vẫn còn lan tràn mạnh. Có lẽ nên đối chiếu với những quy định của thế giới hoặc có thể xem xét đến những kế hoạch đối phó chống virus corona của các nước lân cận để có thể tìm ra những ý kiến chính xác hơn về vấn đề này. Câu nói tất cả đều dựa trên khoa học và ý kiến của các chuyên gia. Nếu như đúng như vậy, thì việc xét nghiệm rõ ràng hiện nay các cái nhà khoa học hàng đầu của thế giới đều ủng hộ việc xét nghiệm sớm. Cho nên những người đã tiếp xúc với virus corona nên xét nghiệm ngay và ngay cả khi họ không xuất hiện các triệu chứng có thể thấy bên ngoài. Đó là điểm thực tế mà hiện nay các nhà khoa học từ các nước đều nhận xét như vậy. Kính thưa quý vị, cái video cà phê buổi sáng của chúng tôi xoay quanh cái hướng dẫn mới của CDC về xét nghiệm với tiêu đề vì sao nhiều tiểu bang của Mỹ không tuân thủ hướng dẫn xét nghiệm mới của CDC tạm kết thúc ở đây. Người xin trân trọng và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share, ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể quý vị và các bạn rất nhiều.